Nguyễn Thị Mỹ Hạnh của đoàn Thừa Thiên Huế trong trang phục màu xanh. Trường giật có rồi, bây giờ có bạn đầu tiên nên tổng sắp trường ngay. Bạn có đầu tiên. Bỏ ba. Anh ghi cho em thông tin của mẹ anh đi. Okay.
với các bạn theo trận thi đấu hạng cân 62kg giữa vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trong trang phục đỏ của đoàn Thừa Thiên Huế gặp vận động viên Thúy Hà trong trang phục xanh của đoàn Thanh Hóa. Mỹ Hạnh và Mỹ Trang là hai tài năng của vật Thừa Thiên Huế và tài năng của vật Vân Nam. Mỹ Hạnh đang đi dìa. Liên tiếp là những pha cuốn quật rất hiệu quả của Mỹ Hạnh. Mời các bạn theo trận thi đấu hạng cân 62kg giữa vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trong trang phục đỏ của đoàn Thừa Thiên Huế gặp vận động viên Thúy Hà trong trang phục xanh. Liên tiếp là những pha cuốn quật rất hiệu quả của Mỹ Hạnh. Trận thi đấu hạng cân 62kg giữa vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trong trang phục đỏ của đoàn Thừa Thiên Huế gặp vận động viên Thúy Hà trong trang phục xanh của đoàn Thanh Hóa. Mỹ Hạnh và Mỹ Trang là hai tài năng của vật Thừa Thiên Huế và tài năng của vật Vân Nam. Mỹ Hạnh đã đi dìa. Liên tiếp là những pha cuốn quật rất hiệu quả của Mỹ Hạnh.
Cao Cả Cảm, Trần Công Hạnh, trọng tài viên Nguyễn Thị Lụa, thời gian Trần Hoàng Quang Minh. Mời các bạn cùng theo dõi trận chung kết hạng cân 62 kg giữa vận động viên Thu Huyền của đoàn Quảng Trị trong trận đấu gặp vận động viên bắt đầu Nguyễn Thị Mỹ Hạnh của đoàn Thừa Thiên Huế trong trang phục màu xanh. Trường đã có rồi, bây giờ có bài đầu tiên lên tổng sắp trường ngay. Bài đầu tiên bỏ bài. Anh ghi cho em thông tin của hai anh đi. Với số điểm 10 công đoàn viên với kim cang đoàn Thừa Thiên Huế Cao Cảm xanh thắng như thế. Một chiến thắng rất nhanh của Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Mời trò chúng ta ban chân đi với hạng 62 kg Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Thừa Thiên Huế Cao Đỏ đáp ứng thị thơm của đội Cao Xanh. Hiệp 1. Kết quả trận đấu Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Cao Đỏ Thừa Thiên Huế thắng trận đấu. Xin chúc mừng đồ vật Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Đoàn Thừa Thiên Huế đã xuất sắc giành chiến thắng. Mai trọng tài ban Trần Đình Dượng, trọng tài thẳng Mắt Ba Xuân, trọng tài. Mời trọng tài Trần Công Hạnh. Trận đấu bắt đầu. Mời các bạn theo trận thi đấu hạng cân 62 kg giữa vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trong trang phục đỏ của đoàn Thừa Thiên Huế gặp vận động viên Thúy Hà trong trang phục xanh của đoàn Thanh Hóa. Trang là hai tài năng của vật Thừa Thiên Huế và tài năng của vật Vân Nam. Mỹ Hạnh đã ghi dư ạ. Liên tiếp là những pha cuốn vật rất hiệu quả của Mỹ Hạnh. Công bố kết quả. Với tỷ số cách biệt 10-0, vận động viên Cao Đỏ Thừa Thiên Huế thắng. Xin chúc mừng vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Một trận thi đấu rất quyết liệt và mời tổ trọng tài cùng các vận động viên mời không. Nguyễn Văn Mùi và Nguyễn Thị Giang. Một lần nữa xin chúc mừng Mỹ Hạnh. Trận thi đấu tiếp theo trong mời hai viên Trần Thị Hà đoàn Thái Bình Cao Đỏ Nguyễn Thanh Huế đoàn Hà Nội Cao Cảm xanh. Trọng tài xin chào cô chú viên. Các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Mời
tuyệt đối thuyết phục của vận động viên Đoàn Thái Bình. Trần Thị Hà, trước vận động viên Nguyễn Thị Thanh Huế của đoàn Đà Lạt. Ngoài tổ trọng tài Đoàn Trần Thị